Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm một cái video này hướng dẫn cho các bạn phân biệt được cái tài khoản Xmode thuần và tài khoản Xmode nâng từ YouTube Hot lại như thế nào. Thì trong video này mình sẽ bày cho các bạn vào trong google.com duyệt Excel và các bạn vào trong phần Account Setting. Thì trong phần này đối với tài khoản Xmode nâng thì chúng ta xem cái phần Active Product. Thì nó gồm có là Xmode và YouTube Host. Thì đây là một loại tài khoản nó nâng từ YouTube lên. Còn khi mà các bạn có một cái tài khoản Xmode thuần thì các bạn vào trong phần cài đặt thì xem thông tin tài khoản là setting thì trong phần này thì cái phần là product active hay còn là sản phẩm đang hoạt động. Thì trong phần này chỉ có là một mình Xmode thôi, nó khai báo ở đây Xmode thôi ha. Đấy, thì như vậy là khi các bạn muốn biết được tài khoản Xmode thuần hay tài khoản Xmode nâng thì các bạn vào trong Google Excel để mà check tìm hiểu để xem thử nha.